thần mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Đây để bố khoe mẹ hai cái ảnh xin chụp của bố. Con ăn rau à? Đi hát à? Hát ở nhà. Con hát ở nhà hả? Gặp bố đây, con đây là con chụp cho bố à? Không, đây, bố chụp cho bố đây. Bố tự chụp bố đây, bố tự chụp bố đây. Bố tự chụp à? Đấy, đẹp chưa? Gì đấy? Con chụp cho bố á? Ôi gì đấy? Có gì đến mặt đâu cả? Tay rất đẹp. Con che ra đây để sao con đuổi bố che. Thế á, thế là không nhìn thấy gì luôn. Khi mà trải qua chương trình thì em thấy đây là một cái trải nghiệm rất là tốt. Khi mà có cơ hội mà thứ nhất là mẹ có thể là thử thách bố xem là bố có thể chăm sóc con hay không. Và khi mà người vợ mệt mỏi thì sẽ có chồng, lúc nào cũng có chỗ dựa ấy, như thế thì sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn. May mắn của em là chồng em rất là biết thấu hiểu, mặc dù rất là vụng về. Lại nhá, lại nhá. Lại nhá. Nào, cười nào. 1, 2, 3, cười. Ok. Xin rồi. Đẹp quá. Ừ rồi. Mắc gì ạ? Từ trước đến nay em là một người rất khó thay đổi về tâm lý và lý tưởng của mình. Hầu như là cũng chưa ai có thể thay đổi được cho đến lúc mà em gặp các bạn. Cái lối tư duy đấy nó cũng xuất phát từ cái môi trường rồi những thứ mà mình va chạm ấy, khiến mình phải như thế. Và cũng nó kết hợp với cái sự thiếu bộc lộ của mình. Mà cho đến khi các bạn thì em mới cảm thấy là cái điều đấy dần dần nó tan biến đi. Nó lắng xuống lúc nào không hay và mình phải thực sự là chủ động thay đổi để được nhìn các bạn thay đổi. Và mình không làm điều đấy thì không biết là ai sẽ làm điều đấy. Không nghĩ là chồng em có thể trải qua được những ngày mà hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc như thế. Nếu mà tính điểm thì cũng chỉ 6-7 điểm thôi. Nhưng mà cũng là một cái mà em ghi nhận ở chồng em khi mà rất là cố gắng làm cho con.